Thưa quý vị, từ đầu tháng 5, giá bán lẻ điện bình quân chính thức tăng ở mức 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Mức tăng giá này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hộ kinh doanh, các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế đang là điều được nhiều người quan tâm, nhất là trong bối cảnh mùa hè nóng nực đã bắt đầu, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng vọt. Một quán cơm nằm trên quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chuyên phục vụ khách du lịch và văn phòng. Những tháng trước, quán tiêu thụ hết 10 triệu đồng tiền điện. Vào mùa hè, con số này tăng gấp đôi. Chính vì thế, khi giá bán lẻ điện bình quân tăng ở mức 3% từ tháng 5 này, chi phí tiền điện của quán sẽ tăng hơn, nhất là Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng. Còn doanh nghiệp này mỗi tháng tiêu thụ khoảng 30 triệu đồng tiền điện, với mức tăng 3% theo giá điện mới. Kể từ tháng 5, chi phí tiền điện sẽ tăng thêm khoảng gần 1 triệu đồng. Tính đến hết năm, nếu điều kiện sản xuất duy trì ổn định, thì doanh nghiệp sẽ trả thêm khoảng gần hơn 7 triệu đồng tiền điện. Có thể nói đối với các đơn vị kinh doanh sản xuất, việc tăng giá điện tác động không nhỏ đến công việc của họ. Giá điện tăng sẽ đội chi phí sản xuất lên cao hơn, ảnh hưởng đến chi phí bán hàng và tác động tới người tiêu dùng. Chắc chắn là ảnh hưởng. Đối với sản xuất thì như thế là giá thành sản xuất tăng lên, vì chi phí điện tăng lên cùng với các chi phí khác. Còn đối với tiêu dùng thì họ bị trả thêm tiền điện, đúng không? Với cái 3% này, bình quân như thế, với 6 bậc thang, thì người ta cũng bớt tiêu cái khác thôi. Đối với các hộ gia đình, sau khi tăng giá điện, mỗi tháng các hộ sẽ phải chi trả thêm từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng hoặc cao hơn tùy theo lượng tiêu thụ điện. Đặc biệt vào mùa nắng nóng cao điểm, hệ thống điều hòa hoạt động hết công suất, cùng với nhiều thiết bị khác hoạt động khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt và đẩy chi phí tiền điện tăng lên rất cao. Việc tiêu thụ lượng điện năng lớn vào toàn bộ các thời điểm trong ngày, bao gồm cả giờ cao điểm, không chỉ làm tăng nhanh chóng hóa đơn tiền điện mà còn gây áp lực lên lưới điện quốc gia, gây mất điện trên diện rộng. Khi đó, việc mất điện không chỉ gây áp lực với các hộ gia đình mà còn làm gián đoạn quá trình làm việc của các hộ kinh doanh, thậm chí chi phí sử dụng điện còn tăng cao hơn nữa nếu các đơn vị này sử dụng máy phát điện để cấp điện thay thế, bởi máy phát điện thường chạy bằng xăng, dầu và chi phí mua nhiên liệu thì khá tốn kém. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực kinh tế, việc tăng giá điện 3% có khả năng làm giảm GDP năm 2023. Trong 4 năm nay, từ năm 2019 đến nay, cái giá điện của chúng ta đã giữ ổn định do cái việc là chính phủ yêu cầu EVN không tăng giá điện để mà giúp nền kinh tế và người dân khắc phục cái hậu quả của đại dịch Covid-19 và vượt qua những cái khó khăn trong cái giai đoạn hồi phục và phát triển. Và rõ ràng là với cái việc tăng 3% ấy, thì chúng tôi cho rằng là cái mức tăng này nó cũng có cái tác động đến nền kinh tế cũng như đời sống người dân. Nhưng theo cái tính toán của chúng tôi ấy, thì cái tác động đến nền kinh tế nó không quá lớn. Đó là nó có thể làm giảm cái tăng trưởng GDP của năm 2023 đâu đó khoảng 1%, 0,1%, 0,1%. Và nó có thể làm tăng cái mức độ lạm phát như chúng tôi tính toán đâu đó khoảng 0,12%, tức là một cái tác động nó tương đối nhỏ đối với GDP cũng như là đối với cái lạm phát. Hiện nay theo EVN, trong cơ cấu khách hàng sử dụng điện có khoảng 528.000 khách hàng kinh doanh dịch vụ với mức tăng 3% sẽ trả thêm 141.000 đồng một tháng, với 1.822 triệu hộ sản xuất sẽ trả thêm 307.000 đồng một tháng, với 662.000 khách hàng hành chính sự nghiệp sẽ trả thêm 40.000 đồng một tháng. Với các hộ tiêu thụ, tiền điện tăng thêm của mỗi hộ tiêu thụ 50 kWh một tháng là 2.500 đồng, hộ tiêu thụ 100 kWh một tháng là 5.100 đồng, hộ tiêu thụ 200 kWh một tháng là 11.100 đồng, hộ tiêu thụ 300 kWh một tháng là 18.700 đồng và hộ tiêu thụ 400 kWh một tháng là 27.200 đồng một hộ. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có thể thấy rõ những tác động không nhỏ khi giá điện tăng với người sử dụng và nền kinh tế, nhưng việc điều chỉnh này đã được tính toán nhiều yếu tố, căn cứ vào quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ. Mức tăng 3% là mức tăng thấp nhất và khi điều chỉnh đã hạn chế tác động thấp nhất đến kinh tế vĩ mô. Về lộ trình tăng giá tiếp theo, Cục Điều tiết Điện lực khẳng định sẽ tuân thủ nghiêm túc theo quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, sau 5 lần sửa chữa, tuyến tỉnh lộ 638, đường phía Tây tỉnh Bình Định, đoạn qua thành phố Quy Nhơn, tiếp tục hư hỏng nặng, gây mất an toàn giao thông. Đoạn đường này tuy mới được đưa vào sử dụng được 3 năm, nhưng nhiều vị trí trên mặt đường đã bị lún và trở nên lồi lõm. Tỉnh lộ 638 dài gần 14 km, là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Tây tỉnh Bình Định, nối trung tâm thành phố Quy Nhơn với các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ BKMX VSIP Bình Định, khu đô thị mới Long Vân, khu công nghiệp Phú Tài, Long Mỹ.
Tuyến đường này được đầu tư xây dựng từ năm 2015 do Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, tổng vốn gần 1.600 tỷ đồng. Tuyến đường hoàn thành vào năm 2020 và trải qua một năm khai thác có bảo hành đến năm 2021, được giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định quản lý khai thác. Tuy nhiên, đến năm 2022, tuyến tỉnh lộ này phát sinh các hư hỏng kéo dài đến nay, xuất hiện nhiều điểm sụt lún, mặt đường tạo thành những hố lõm sâu, nhựa đường đứt gãy, bong chóc, tạo nên những điểm nhấp nhô trên mặt đường. Lưu lượng người, phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường này rất cao, nguy cơ mất an toàn giao thông là không tránh khỏi. Do đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định đang đề nghị Sở Xây dựng, Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định đưa công trình này vào diện rà soát, báo cáo tổng hợp các công trình cần chủ đầu tư khắc phục sửa chữa triệt để. Thưa quý vị, với những người có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn, ai cũng mong muốn có cơ hội được sở hữu một căn nhà ở xã hội. Trước nhu cầu tăng cao của người dân, gần một nửa số dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội sẽ được đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành trước năm 2025. Thành phố cũng sẽ có lộ trình cụ thể để công nhân lương 7 triệu mua được nhà ở xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội và Bộ Xây dựng sẽ triển khai kế hoạch này. Với thành phố Hà Nội, hiện thành phố có khoảng 50 dự án đầu tư nhà ở xã hội đang triển khai với tổng diện tích sàn khoảng hơn 3,2 triệu mét vuông. Để bổ sung thêm quỹ nhà ở xã hội phục vụ cho người dân có thu nhập thấp, thành phố Hà Nội đang tiếp tục rà soát những quỹ đất, đề xuất phương án để nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội theo kế hoạch. Có thể thấy hiện nay các doanh nghiệp đã tương đối sẵn sàng nhưng vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Do đó, trong năm nay và năm 2024, thành phố sẽ cố gắng tập trung khởi công một số khu nhà ở xã hội, đặc biệt phải có phương án để công nhân tiếp cận được tới những khu đó. Mặc dù hiện nay nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng thủ đô Hà Nội chắc chắn vẫn sẽ cần những chế độ riêng để người công nhân với mức lương bình quân 7 triệu có thể tiếp cận được với nhà ở xã hội. Với quyết tâm cao, Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố đều có khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân và người lao động. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn đáng chú ý. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Viglacera vừa ban hành nghị quyết thực hiện chi trả phần còn lại cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Cụ thể, ngày 1 tháng 6 tới, Viglacera sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán là 10%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 31 tháng 5. Thời gian chi trả dự kiến là ngày 21 tháng 6. Với 448,3 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Viglacera dự kiến phải chi khoảng 448,3 tỷ đồng tiền mặt để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Dự thảo nghị định này do Bộ Tài chính soạn thảo. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2023 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Bộ Tài chính đề xuất cho phép nghị định cần được ban hành ngày và có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Cũng theo Bộ Tài chính, tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước được gia hạn trong 4 kỳ tính thuế như phương án đề xuất là khoảng 10.400 tỷ đồng đến 11.200 tỷ đồng. Theo nghị quyết số 82 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các bộ ngành có liên quan xem xét điều chỉnh khung giá trần trong ngắn hạn để đưa giá vé hàng không về đúng cơ chế thị trường. Bộ Giao thông cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, điều phối giờ hạ cất cánh tại cảng hàng không, sân bay theo hướng linh hoạt, hỗ trợ các hãng hàng không trong việc trao đổi với các nhà chức trách hàng không nước ngoài về việc sử dụng slot bay quốc tế trên cơ sở có đi có lại để tạo điều kiện cho các hãng hàng không phục vụ tốt nhất nhu cầu phát triển du lịch. Ngày hôm nay 19 tháng 5, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chính thức thông xe hai đoạn cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết - Nha Trang Cam Lâm thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết dài 101 km trải qua 4 huyện tỉnh Bình Thuận. Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn phân kỳ là hơn 10.853 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách. Trong giai đoạn đầu đưa vào khai thác, dự án chưa triển khai thu phí. Cao tốc Nha Trang Cam Lâm dài hơn 49 km, điểm đầu tại huyện Diên Khánh và điểm cuối tại thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa. Tổng kinh phí dự án hơn 7.600 tỷ đồng, hình thức BOT, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư. Thưa
Thưa quý vị, chỉ trong vòng 6 tháng qua, tỷ lệ người dân Pháp không thể lo đủ bữa ăn trong ngày đã tăng từ 12% lên 16%, cao gấp gần 2 lần so với con số ghi nhận được năm 2016, do giá thực phẩm tăng cao trung bình hơn 10% trong hơn một năm qua. Theo một cuộc điều tra do Trung tâm Nghiên cứu và Quan sát Điều kiện Sống Pháp thực hiện, giá cả các mặt hàng thực phẩm đang ngày càng trở nên đắt đỏ với mức thu nhập của người dân Pháp. Các số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ lạm phát trong ngành thực phẩm trung bình ở mức trên 10% từ hơn một năm qua, thậm chí leo thang lên 14-15% trong 2 tháng gần đây, vượt xa so với tốc độ tăng lương hàng năm, dao động ở mức 4-6%. Giá thực phẩm tăng cao là nguyên nhân chính dẫn đến số người Pháp không thể lo đủ bữa ăn trong ngày đã tăng mạnh thêm 4% chỉ trong vòng 6 tháng qua và nâng tỷ lệ đói nghèo lên 16%, gần như gấp đôi so với con số ghi nhận được vào năm 2016. Ngay cả với những người không rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thì cứ 2 người được hỏi thì một người cho biết không thể mua tất cả những loại thực phẩm mà họ mong muốn và dần phải từ bỏ những lựa chọn ưu tiên trước đây như thịt, cá hay rau củ quả. Giỏ hàng mua sắm của người tiêu dùng Pháp cũng ngày càng trở nên ít các sản phẩm tươi sống nhưng đắt đỏ để nhường chỗ cho các mặt hàng giá rẻ không phải lúc nào cũng đảm bảo chất lượng. Mới đây, chính phủ Nhật Bản đã công bố số liệu cho thấy trong quý 1 vừa qua, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này đạt tốc độ tăng trưởng thực tế 1,6% so với cùng kỳ năm 2022. Một trong những yếu tố dẫn tới kết quả khả quan này là tốc độ tăng trưởng tiêu dùng cá nhân mạnh mẽ, vốn được đánh giá là tín hiệu mới, cho thấy tác động của đại dịch COVID-19 đang giảm dần. Theo số liệu thống kê, tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của Nhật Bản trong quý đầu tiên của năm 2023 lớn hơn nhiều so với ước tính 0,7%. Được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát, con số này đã tăng 0,4% so với quý 4 năm 2022. Trong tài khóa 2022, GDP thực tế của Nhật Bản cũng tăng 1,2%, đánh dấu năm thứ 2 tăng trưởng liên tiếp. Tiêu dùng tư nhân trong nước chiếm hơn một nửa nền kinh tế cũng đã tăng 0,6% theo quý và chi tiêu vốn, động lực tăng trưởng chính tăng 0,9% so với ước tính giảm của các nhà kinh tế. Nhu cầu bên ngoài hay xuất khẩu ròng cũng đã giảm 0,3% so với mức tăng trong quý đầu tiên, được bù đắp nhiều hơn bởi sự đóng góp tích cực của nhu cầu trong nước là 0,7%. Thưa quý vị, sau đại dịch, không chỉ Nhật Bản, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều thúc đẩy phát triển kinh tế và phát triển du lịch. Thế nhưng Hàn Quốc lại là một ngoại lệ khi ngành du lịch nước này rơi vào tình trạng thâm hụt nặng hậu COVID-19. Cụ thể, trong quý 1 năm 2023, 1,6 triệu người Hàn Quốc đã đến Nhật Bản, chiếm 33,4% tổng số du khách tới Nhật Bản, đồng thời chi khoảng 1.980 tỷ won, tương đương 1,47 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, chỉ có 353.611 du khách Nhật Bản đến thăm Hàn Quốc. Mặc dù có dấu hiệu phục hồi, nhưng số lượng du khách đến Trung Quốc chiếm phần lớn trong tổng số du khách nước ngoài đến Hàn Quốc trước dịch COVID-19 vẫn chưa thể trở lại mức trước khi bùng phát dịch COVID-19. Sự phục hồi chậm của khách du lịch nội địa cộng với việc số lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài tăng đáng kể đã tạo ra thâm hụt trong thu nhập của ngành công nghiệp không khói nước này. Trong quý 1 năm 2023, thâm hụt ngành du lịch Hàn Quốc lên đến 3,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,81 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một trong những nguyên nhân làm gia tăng thâm hụt ngành dịch vụ ở mức 7,2 tỷ đô la Mỹ và thâm hụt tài khoản vãng lai 4,46 tỷ đô la Mỹ trong cùng kỳ. Nhận thức được vấn đề này, chính phủ Hàn Quốc đã công bố các biện pháp kích cầu nội địa. Trong cuộc họp của chính phủ, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính Bang Ki-sun đã nêu các đề xuất kích thích tiêu dùng nội địa, cho rằng các biện pháp này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện cán cân du lịch. Không chỉ có ngành du lịch Hàn Quốc gần đây tăng trưởng kém, GDP của quốc gia này cũng đang phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng chậm. Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc mới đây đã công bố kết quả nghiên cứu về nhân khẩu học cho thấy nếu dân số trong độ tuổi hoạt động kinh tế của Hàn Quốc giảm 1%, sẽ dẫn đến tổng sản phẩm quốc nội GDP giảm 0,59%. Theo xu hướng trên, đến năm 2050, GDP của Hàn Quốc dự kiến giảm gần 30% so với năm 2022. Tỷ lệ sinh thấp và tình trạng già hóa dân số là một phần gây tác động tiêu cực đối với nền kinh tế tương lai của Hàn Quốc. Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc dự đoán, tổng dân số của Hàn Quốc dự kiến đạt 45.771.000 người vào năm 2050, giảm 11,7% so với mức 51.816.000 người của năm 2022. Trong số đó, dân số trong độ tuổi lao động sẽ chỉ còn 23.984.000 người, giảm khoảng 34,8% so với năm 2022. Theo đó, Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc đã tính toán tác động của sự thay đổi cơ cấu dân số đối với GDP và kết luận rằng khi dân số trong độ tuổi lao động giảm 1%, GDP sẽ giảm 0,59%. Nếu dân số phụ thuộc tăng 1%, GDP sẽ giảm 0,17%.
Dựa trên kết quả này, Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc dự đoán GDP năm 2050 của Hàn Quốc sẽ giảm 28,3% so với năm 2022. Nếu quy đổi thành tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm, GDP sẽ giảm bình quân 1,18% trên năm trong khoảng thời gian năm 2022 đến năm 2050. Thưa quý vị, những gian hàng trên cốp xe ô tô chưa phổ biến ở Việt Nam, nhưng đây là hình thức bán hàng đang trở nên phổ biến ở Tân Cương, Trung Quốc, tiện lợi cho cả người bán và người mua. Hãy cùng với OVTV khám phá ngay bây giờ. Khi màn đêm dần buông xuống, vào khoảng 20 giờ, bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm nằm ở thành phố Kuitun thuộc khu tự trị Tân Cương đã được biến thành một lễ hội di động với thức ăn, đồ uống, đồ thủ công mỹ nghệ, quần áo giảm giá và vô vàn những đồ dùng cần thiết cho trẻ em. Rất đông người dân đã tới đây để mua sắm, ai nấy đều rất vui vẻ và hào hứng với trải nghiệm vô cùng mới mẻ này. Kiểu hội chợ như thế này khá hay vì tôi có thể cùng con ghé qua sau giờ làm việc. Chúng tôi có thể mua bóng bay, ăn vặt và chơi xung quanh. Nó thực sự giống như một hội chợ đúng nghĩa. Tại hội chợ, có rất nhiều gian hàng nhỏ đa dạng sau cốp ô tô. Người bán hàng ở đây cũng tương tự. Ở đây có cả những sinh viên đại học muốn kiếm thêm, những người làm nghề tự do và nhân viên công ty làm ngoài giờ để tăng thêm thu nhập. Vì tôi có một chiếc ô tô nên tôi đã đăng ký tham gia và tôi thực sự đang bắt đầu kinh doanh một thứ gì đó của riêng mình, tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình. Tính chất di động đặc trưng của hội chợ sau cốp xe ô tô đã thúc đẩy một loại hình tiêu dùng mới ngoài bãi đậu xe hay bất kỳ không gian mở an toàn nào mà người lái xe có thể tìm thấy xung quanh các khu vực lân cận. Không mất nhiều chi phí tồn kho và chi phí mặt bằng, mô hình kinh doanh chi phí thấp này liên tục được mở rộng vì nó tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn, đồng thời giúp mọi người có không gian tận hưởng thời gian rảnh rỗi cùng nhau. TikTok bùng nổ tại Việt Nam trong khoảng 3 năm trở lại đây. Thế nhưng Việt Nam hiện xếp thứ 6 trong số 10 quốc gia có đông người sử dụng TikTok nhất thế giới. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội TikTok ngày càng xuất hiện nhiều nội dung xấu, độc, phản cảm. Dự kiến việc kiểm tra TikTok sẽ bắt đầu từ tuần sau. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật của TikTok tại Việt Nam. Đoàn kiểm tra liên ngành TikTok sẽ có sự tham gia của 7 bộ, cơ quan ngang bộ gồm Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong đó, tham gia đoàn kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông có các đơn vị gồm Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Cục An toàn Thông tin, Cục Viễn thông, Cục Báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh tra Bộ. Việc kiểm tra sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi TikTok đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam. Thưa quý vị, OpenAI, công ty mẹ của ChatGPT mới đây cho biết, ứng dụng này hiện đã có tại cửa hàng ứng dụng Apple App Store. Sự xuất hiện này nhờ vào phản hồi tích cực từ người dùng rằng họ thích sử dụng ChatGPT khi đang di chuyển. ChatGPT, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ khả năng tạo ra nội dung giống con người và cung cấp câu trả lời cho mọi chủ đề, đã được đưa vào cửa hàng của Apple. Theo thông báo của OpenAI, người dùng có thể tải ứng dụng này miễn phí và ứng dụng này sẽ cho phép người dùng lấy thông tin chính xác mà không cần chọn lọc qua quảng cáo hoặc nhiều kết quả. Điều mà người sử dụng gặp phải khi sử dụng thanh công cụ tìm kiếm Google. Ngoài ra, ứng dụng này có thể đưa ra hướng dẫn về nấu ăn, kế hoạch du lịch hoặc soạn thảo các thông điệp. OpenAI cho biết họ bắt đầu triển khai ứng dụng này tại Mỹ và sẽ mở rộng sang các quốc gia khác trong vài tuần tới. ChatGPT sẽ sớm khả dụng trên các thiết bị Android. Thưa quý vị, từ đầu tháng 5, giá bán lẻ điện bình quân chính thức tăng ở mức 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Mức tăng giá này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hộ kinh doanh, các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế đang là điều được nhiều người quan tâm, nhất là trong bối cảnh mùa hè nóng nực đã bắt đầu, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng vọt. Một quán cơm nằm trên quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chuyên phục vụ khách du lịch và văn phòng. Những tháng trước, quán tiêu thụ hết 10 triệu đồng tiền điện. Vào mùa hè, con số này tăng gấp đôi. Chính vì thế, khi giá bán lẻ điện bình quân tăng ở mức 3% từ tháng 5 này, chi phí tiền điện của quán sẽ tăng hơn, nhất là Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng. Còn doanh nghiệp này mỗi tháng tiêu thụ khoảng 30 triệu đồng tiền điện, với mức tăng 3% theo giá điện mới. Kể từ tháng 5, chi phí tiền điện sẽ tăng thêm khoảng gần 1 triệu đồng. Tính đến hết năm, nếu điều kiện sản xuất duy trì ổn định, thì doanh nghiệp sẽ trả thêm khoảng gần hơn 7 triệu đồng tiền điện. Có thể nói đối với các đơn vị kinh doanh sản xuất, việc tăng giá điện tác động không nhỏ đến công việc của họ. Giá điện tăng sẽ đội chi phí sản xuất lên cao hơn, ảnh hưởng đến chi phí bán hàng và tác động tới người tiêu dùng. Chắc chắn là ảnh hưởng. Đối với sản xuất thì như thế là giá thành sản xuất tăng lên.
vì chi phí điện tăng lên cùng với các chi phí khác. Còn đối với tiêu dùng thì họ bị trả thêm tiền điện, đúng không? Với cái 3% này, bình quân như thế, với 6 bậc thang, thì người ta cũng bớt tiêu cái khác thôi. Đối với các hộ gia đình, sau khi tăng giá điện, mỗi tháng các hộ sẽ phải chi trả thêm từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng hoặc cao hơn tùy theo lượng tiêu thụ điện. Đặc biệt vào mùa nắng nóng cao điểm, hệ thống điều hòa hoạt động hết công suất, cùng với nhiều thiết bị khác hoạt động khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt và đẩy chi phí tiền điện tăng lên rất cao. Việc tiêu thụ lượng điện năng lớn vào toàn bộ các thời điểm trong ngày, bao gồm cả giờ cao điểm, không chỉ làm tăng nhanh chóng hóa đơn tiền điện mà còn gây áp lực lên lưới điện quốc gia, gây mất điện trên diện rộng. Khi đó, việc mất điện không chỉ gây áp lực với các hộ gia đình mà còn làm gián đoạn quá trình làm việc của các hộ kinh doanh, thậm chí chi phí sử dụng điện còn tăng cao hơn nữa nếu các đơn vị này sử dụng máy phát điện để cấp điện thay thế. Bởi máy phát điện thường chạy bằng xăng, dầu và chi phí mua nhiên liệu thì khá tốn kém. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực kinh tế, việc tăng giá điện 3% có khả năng làm giảm GDP năm 2023. Trong 4 năm nay, từ năm 2019 đến nay, cái giá điện của chúng ta đã giữ ổn định do cái việc là chính phủ yêu cầu EVN không tăng giá điện để mà giúp nền kinh tế và người dân khắc phục cái hậu quả của đại dịch Covid-19 và vượt qua những cái khó khăn trong cái giai đoạn hồi phục và phát triển. Và rõ ràng là với cái việc tăng 3% ấy, thì chúng tôi cho rằng là cái mức tăng này nó cũng có cái tác động đến nền kinh tế cũng như đời sống người dân. Nhưng theo cái tính toán của chúng tôi ấy, thì cái tác động đến nền kinh tế nó không quá lớn. Đó là nó có thể làm giảm cái tăng trưởng GDP của năm 2023 đâu đó khoảng 1%, 0,1%, 0,1%. Và nó có thể làm tăng cái mức độ lạm phát như chúng tôi tính toán đâu đó khoảng 0,12%, tức là một cái tác động nó tương đối nhỏ đối với GDP cũng như là đối với cái lạm phát. Hiện nay, theo EVN, trong cơ cấu khách hàng sử dụng điện, có khoảng 528.000 khách hàng kinh doanh dịch vụ với mức tăng 3% sẽ trả thêm 141.000 đồng một tháng. Với 1.822 triệu hộ sản xuất sẽ trả thêm 307.000 đồng một tháng. Với 662.000 khách hàng hành chính sự nghiệp sẽ trả thêm 40.000 đồng một tháng. Với các hộ tiêu thụ, tiền điện tăng thêm của mỗi hộ tiêu thụ 50kWh một tháng là 2.500 đồng, hộ tiêu thụ 100kWh một tháng là 5.100 đồng, hộ tiêu thụ 200kWh một tháng là 11.100 đồng, hộ tiêu thụ 300kWh một tháng là 18.700 đồng và hộ tiêu thụ 400kWh một tháng là 27.200 đồng một hộ. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có thể thấy rõ những tác động không nhỏ khi giá điện tăng với người sử dụng và nền kinh tế, nhưng việc điều chỉnh này đã được tính toán nhiều yếu tố, căn cứ vào quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ. Mức tăng 3% là mức tăng thấp nhất và khi điều chỉnh đã hạn chế tác động thấp nhất đến kinh tế vĩ mô. Về lộ trình tăng giá tiếp theo, Cục Điều tiết Điện lực khẳng định sẽ tuân thủ nghiêm túc theo quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, sau 5 lần sửa chữa, tuyến tỉnh lộ 638, đường phía Tây tỉnh Bình Định, đoạn qua thành phố Quy Nhơn, tiếp tục hư hỏng nặng, gây mất an toàn giao thông. Đoạn đường này tuy mới được đưa vào sử dụng được 3 năm, nhưng nhiều vị trí trên mặt đường đã bị lún và trở nên lồi lõm. Tỉnh lộ 638 dài gần 14 km, là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Tây tỉnh Bình Định, nối trung tâm thành phố Quy Nhơn với các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ BKMX VSIP Bình Định, khu đô thị mới Long Vân, khu công nghiệp Phú Tài, Long Mỹ. Tuyến đường này được đầu tư xây dựng từ năm 2015 do Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, tổng vốn gần 1.600 tỷ đồng. Tuyến đường hoàn thành vào năm 2020 và trải qua một năm khai thác có bảo hành đến năm 2021, được giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định quản lý khai thác. Tuy nhiên, đến năm 2022, tuyến tỉnh lộ này phát sinh các hư hỏng kéo dài đến nay, xuất hiện nhiều điểm sụt lún, mặt đường tạo thành những hố lõm sâu, nhựa đường đứt gãy, bong chóc, tạo nên những điểm nhấp nhô trên mặt đường. Lưu lượng người, phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường này rất cao, nguy cơ mất an toàn giao thông là không tránh khỏi. Do đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định đang đề nghị Sở Xây dựng, Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định đưa công trình này vào diện rà soát, báo cáo tổng hợp các công trình cần chủ đầu tư khắc phục sửa chữa triệt để. Thưa quý vị, với những người có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn, ai cũng mong muốn có cơ hội được sở hữu một căn nhà ở xã hội. Trước nhu cầu tăng cao của người dân, gần một nửa số dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội sẽ được đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành trước năm 2025. Thành phố cũng sẽ có lộ trình cụ thể để công nhân lương 7 triệu mua được nhà ở xã hội.
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội và Bộ Xây dựng sẽ triển khai kế hoạch này. Với thành phố Hà Nội, hiện thành phố có khoảng 50 dự án đầu tư nhà ở xã hội đang triển khai với tổng diện tích sàn khoảng hơn 3,2 triệu mét vuông. Để bổ sung thêm quỹ nhà ở xã hội phục vụ cho người dân có thu nhập thấp, thành phố Hà Nội đang tiếp tục rà soát những quỹ đất, đề xuất phương án để nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội theo kế hoạch. Có thể thấy hiện nay các doanh nghiệp đã tương đối sẵn sàng nhưng vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Do đó trong năm nay và năm 2024, thành phố sẽ cố gắng tập trung khởi công một số khu nhà ở xã hội, đặc biệt phải có phương án để công nhân tiếp cận được tới những khu đó. Mặc dù hiện nay nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng thủ đô Hà Nội chắc chắn vẫn sẽ cần những chế độ riêng để người công nhân với mức lương bình quân 7 triệu có thể tiếp cận được với nhà ở xã hội. Với quyết tâm cao, Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố đều có khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân và người lao động. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn đáng chú ý. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Viglacera vừa ban hành nghị quyết thực hiện chi trả phần còn lại cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Cụ thể, ngày 1 tháng 6 tới, Viglacera sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán là 10%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 31 tháng 5. Thời gian chi trả dự kiến là ngày 21 tháng 6. Với 448,3 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Viglacera dự kiến phải chi khoảng 448,3 tỷ đồng tiền mặt để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Dự thảo nghị định này do Bộ Tài chính soạn thảo. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2023 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Bộ Tài chính đề xuất cho phép nghị định cần được ban hành ngày và có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Cũng theo Bộ Tài chính, tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước được gia hạn trong 4 kỳ tính thuế như phương án đề xuất là khoảng 10.400 tỷ đồng đến 11.200 tỷ đồng. Theo nghị quyết số 82 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các bộ ngành có liên quan xem xét điều chỉnh khung giá trần trong ngắn hạn để đưa giá vé hàng không về đúng cơ chế thị trường. Bộ Giao thông cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, điều phối giờ hạ cất cánh tại cảng hàng không, sân bay theo hướng linh hoạt, hỗ trợ các hãng hàng không trong việc trao đổi với các nhà chức trách hàng không nước ngoài về việc sử dụng slot bay quốc tế trên cơ sở có đi có lại để tạo điều kiện cho các hãng hàng không phục vụ tốt nhất nhu cầu phát triển du lịch. Ngày hôm nay 19 tháng 5, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chính thức thông xe hai đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Nha Trang - Cam Lâm thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 101 km trải qua 4 huyện tỉnh Bình Thuận. Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn phân kỳ là hơn 10.853 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách. Trong giai đoạn đầu đưa vào khai thác, dự án chưa triển khai thu phí. Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm dài hơn 49 km. Điểm đầu tại huyện Diên Khánh và điểm cuối tại thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa. Tổng kinh phí dự án hơn 7.600 tỷ đồng, hình thức BOT, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư. Thưa quý vị, chỉ trong vòng 6 tháng qua, tỷ lệ người dân Pháp không thể lo đủ bữa ăn trong ngày đã tăng từ 12% lên 16%, cao gấp gần 2 lần so với con số ghi nhận được năm 2016, do giá thực phẩm tăng cao trung bình hơn 10% trong hơn một năm qua. Theo một cuộc điều tra do Trung tâm Nghiên cứu và Quan sát Điều kiện Sống Pháp thực hiện, giá cả các mặt hàng thực phẩm đang ngày càng trở nên đắt đỏ với mức thu nhập của người dân Pháp. Các số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ lạm phát trong ngành thực phẩm trung bình ở mức trên 10% từ hơn một năm qua, thậm chí leo thang lên 14-15% trong 2 tháng gần đây, vượt xa so với tốc độ tăng lương hàng năm, dao động ở mức 4-6%. Giá thực phẩm tăng cao là nguyên nhân chính dẫn đến số người Pháp không thể lo đủ bữa ăn trong ngày đã tăng mạnh thêm 4% chỉ trong vòng 6 tháng qua và nâng tỷ lệ đói nghèo lên 16%, gần như gấp đôi so với con số ghi nhận được vào năm 2016. Ngay cả với những người không rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thì cứ hai người được hỏi thì một người cho biết không thể mua tất cả những loại thực phẩm mà họ mong muốn và dần phải từ bỏ những lựa chọn ưu tiên trước đây như thịt, cá hay rau củ quả. Giỏ hàng mua sắm của người tiêu dùng Pháp cũng ngày càng trở nên ít các sản phẩm tươi sống nhưng đắt đỏ để nhường chỗ cho các mặt hàng giá rẻ không phải lúc nào cũng đảm bảo chất lượng.
Mới đây, chính phủ Nhật Bản đã công bố số liệu cho thấy trong quý 1 vừa qua, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này đạt tốc độ tăng trưởng thực tế 1,6% so với cùng kỳ năm 2022. Một trong những yếu tố dẫn tới kết quả khả quan này là tốc độ tăng trưởng tiêu dùng cá nhân mạnh mẽ, vốn được đánh giá là tín hiệu mới, cho thấy tác động của đại dịch COVID-19 đang giảm dần. Theo số liệu thống kê, tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của Nhật Bản trong quý đầu tiên của năm 2023 lớn hơn nhiều so với ước tính 0,7%. Được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát, con số này đã tăng 0,4% so với quý 4 năm 2022. Trong tài khóa 2022, GDP thực tế của Nhật Bản cũng tăng 1,2%, đánh dấu năm thứ hai tăng trưởng liên tiếp. Tiêu dùng tư nhân trong nước chiếm hơn một nửa nền kinh tế cũng đã tăng 0,6% theo quý và chi tiêu vốn, động lực tăng trưởng chính tăng 0,9% so với ước tính giảm của các nhà kinh tế. Nhu cầu bên ngoài hay xuất khẩu ròng cũng đã giảm 0,3 điểm phần trăm so với mức tăng trong quý đầu tiên, được bù đắp nhiều hơn bởi sự đóng góp tích cực của nhu cầu trong nước là 0,7 điểm phần trăm. Thưa quý vị, sau đại dịch không chỉ Nhật Bản, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều thúc đẩy phát triển kinh tế và phát triển du lịch. Thế nhưng Hàn Quốc lại là một ngoại lệ khi ngành du lịch nước này rơi vào tình trạng thâm hụt nặng hậu COVID-19. Cụ thể, trong quý 1 năm 2023, 1,6 triệu người Hàn Quốc đã đến Nhật Bản, chiếm 33,4% tổng số du khách tới Nhật Bản, đồng thời chi khoảng 1.980 tỷ won, tương đương 1,47 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, chỉ có 353.611 du khách Nhật Bản đến thăm Hàn Quốc. Mặc dù có dấu hiệu phục hồi, nhưng số lượng du khách đến Trung Quốc chiếm phần lớn trong tổng số du khách nước ngoài đến Hàn Quốc trước dịch COVID-19 vẫn chưa thể trở lại mức trước khi bùng phát dịch COVID-19. Sự phục hồi chậm của khách du lịch nội địa cộng với việc số lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài tăng đáng kể đã tạo ra thâm hụt trong thu nhập của ngành công nghiệp không khói nước này. Trong quý 1 năm 2023, thâm hụt ngành du lịch Hàn Quốc lên đến 3,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,81 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một trong những nguyên nhân làm gia tăng thâm hụt ngành dịch vụ ở mức 7,2 tỷ đô la Mỹ và thâm hụt tài khoản vãng lai 4,46 tỷ đô la Mỹ trong cùng kỳ. Nhận thức được vấn đề này, chính phủ Hàn Quốc đã công bố các biện pháp kích cầu nội địa. Trong cuộc họp của chính phủ, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính Bang Ki-sun đã nêu các đề xuất kích thích tiêu dùng nội địa, cho rằng các biện pháp này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện cán cân du lịch.